Thị trường giảm điểm trong thời gian vừa qua đã gây áp lực đối với các quý nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các quý nhà đầu tư có thể cơ cấu lại danh mục của mình. Một mã cổ phiếu với tiềm năng upside trên 20% sẽ được giới thiệu với các quý nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả, quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình Chọn mã cùng KB. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Dương Nguyên, người sẽ mang đến một mã cổ phiếu tiềm năng cho quý vị trong chương trình. Xin chào Nguyên, không biết là ngày hôm nay bạn sẽ mang đến mã cổ phiếu nào đây ạ? Xin chào chị Linh. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin phép là giới thiệu tới các quý nhà đầu tư một cái mã cổ phiếu cũng như là một cái ngành mà trong thời gian vừa qua đã có được cái sự chú ý rất là nhiều ở trên cái cộng đồng nhà đầu tư cũng như là trong cái thị trường tài chính. Đó là một cái ngành liên quan tới lĩnh vực đầu tư công, hay cụ thể hơn đó là ngành đá xây dựng. Một số cái thông tin về cái ngành đầu tư công trong thời gian vừa qua thì cũng đã thúc đẩy rất là nhiều những cái doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hay là những cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thì trong ngày hôm nay tôi sẽ xin phép giới thiệu một cái mã cổ phiếu, đó là DHA, hay còn được biết tới với cái tên của doanh nghiệp, đó là công ty cổ phần Hóa An, hoạt động trong lĩnh vực đá xây dựng và có trụ sở và hoạt động chính tại khu vực Đồng Nai, Bình Phước. Dạ vâng, như vậy là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công ty cổ phần Hóa An đúng không ạ? Vậy thì không biết là kết quả kinh doanh của công ty này trong hai quý đầu năm 2023 đã như thế nào ạ? Tôi cũng xin phép là có thể chia sẻ qua một chút về cái kết quả kinh doanh cũng như là cái triển vọng trong thời gian sắp tới, cái overview, cái look của giai đoạn 2024 cũng như là trong giai đoạn sắp tới đây, khi mà công ty cổ phần Hóa An sẽ được hưởng lợi khá là nhiều từ cái việc giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ trong 2023. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái phần kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thì như các quý vị có thể thấy ở đây, ngành đá xây dựng thì thực ra là một cái ngành mà nó có một cái sự ổn định khá là lớn. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được quá nhiều câu chuyện về việc là tăng trưởng quá mạnh mẽ như là những cái doanh nghiệp khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay là ngân hàng hay là lĩnh vực bán lẻ. Ngành đá xây dựng thì là một cái ngành mà nó phục vụ cho cái nhu cầu xây dựng và nó có một sự ổn định và đi kèm với cái lĩnh vực đầu tư công khá là nhiều. Thì như quý vị cũng có thể nhìn thấy ở trong cái slide mà tôi có chuẩn bị ở đây, thì đây là một số thông tin liên quan tới cái lĩnh vực xây dựng, cái lĩnh vực sản xuất của DHA. Thì như chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái biểu đồ bên tay trái của chúng ta ở đây, thì cái sản lượng tiêu thụ hàng năm của Hóa An trung bình trong giai đoạn từ năm 2018 cho tới 2022 thì cái sản lượng tiêu thụ luôn luôn đạt ở cái mức là khoảng 140% công suất sản xuất của doanh nghiệp. Thì đây là một trong những cái thước đo mà chúng ta phải nhìn về lịch sử, thì ta sẽ thấy là cái hoạt động sản xuất kinh doanh của Hóa An được triển khai khá là tốt và khá là bền vững. Cùng với đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là cái lĩnh vực đá xây dựng thì nó có một cái sự ổn định và có một sự tăng trưởng rất là nhẹ, nó không có quá nhiều biến động. Như chúng ta có nhìn thấy ở đây là trong giai đoạn 2018 tới 2022 thì cái giá đá xây dựng trung bình của Hóa An tăng trưởng là vào khoảng 2% trong suốt giai đoạn 5 năm ở đây. Thì chúng ta cũng có nhìn thấy ở đây là với những cái sản phẩm như này, với một cái sự hoạt động rất là ổn định cùng với đó là một cái sự tăng trưởng khá là nhẹ tới từ những cái giá bán thành phẩm của họ, thì chúng ta có thể hình dung là cái hoạt động kinh doanh của DHA sẽ được triển khai ở một cái tốc độ cũng như là ở một cái sự tăng trưởng khá là ổn định và bền vững. Đi sâu hơn về cái kết quả kinh doanh của giai đoạn nửa đầu năm 2022 của giai đoạn nửa đầu năm 2023 thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là trong hai quý đầu năm thì doanh thu của Hóa An ghi nhận ở mức là 176 tỷ, giảm nhẹ so với cái mức cùng kỳ năm ngoái là khoảng 2%. Cùng với đó thì đi ngược lại với cái xu hướng của doanh thu thì cái biên lợi nhuận gộp của DHA lại được duy trì ở một cái mức rất là tốt, trung bình vào khoảng 30%, và so với cùng kỳ thì nó tăng trưởng ở đâu đó tầm khoảng 7% so với kết quả của năm ngoái, nhờ vào việc là những cái việc giải ngân của vốn đầu tư công trong quý 2 đã triển khai mạnh mẽ hơn, do đó thì những cái đơn hàng cũng đã được đẩy mạnh hơn ở trong giai đoạn quý 2 của năm 2023. Đối với cái kết quả kinh doanh cuối cùng, đó là lợi nhuận sau thuế, thì DHA ghi nhận được một cái sự tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế khá là đột biến ở trong quý 2, như chúng ta cũng nhìn thấy ở trong cái biểu đồ bên tay trái của tôi ở đây. Nếu mà so với cùng kỳ ở trong đoạn của quý 2 2022 thì DHA đã phải ghi nhận một cái khoản dự phòng do đầu tư tài chính khá lớn, khi mà doanh nghiệp này đã rót một cái phần lợi nhuận của mình để đầu tư vào một số mã cổ phiếu, trong đó có HPG là Hòa Phát. Thì tới cái câu chuyện của quý 2 2023 tại thời điểm vừa rồi thì nhờ vào những cái diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán thì DHA cũng đã có thể hòa nhập lại những cái chi phí dự phòng từ đầu tư tài chính này ở đây, và nhờ đó thì đã ghi nhận được cái kết quả, đó chính là một cái lợi nhuận sau thuế khoảng 35 tỷ nhờ vào việc là hòa nhập 22 tỷ
từ dự phòng đầu tư tài chính so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó thì trong quý 2 thì DHA cũng đã tích cực thiết lập dự phòng cho một cái khoản phải thu từ bên phía công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ An Hà Nội. Đây là một cái khoản cho vay góp vốn để công ty Phú Mỹ An Hà Nội có thể triển khai những dự án bất động sản. Nó có giá trị đâu đó tầm khoảng 26 tỷ. Thì trong quý 2 vừa rồi thì DHA cũng đã ghi nhận và trích lập một cái khoản, đó là trong khoảng xấp xỉ khoảng 8 tỷ đồng trong quý 2. Thì chúng ta có nhìn thấy ở đây là cái kết quả kinh doanh quý 2 vừa rồi của DHA đã thể hiện một điều là nó đã có một cái sự hồi phục khá là tốt liên quan tới cái sự liên quan tới cái mảng đầu tư tài chính của mình. Cái thứ hai đó là những cái hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất của doanh nghiệp thì cũng đã có được những cái khoản thiết lập dự phòng khá là tốt. Riêng đối với cái khoản phải thu từ công ty Phú Mỹ An Hà Nội thì doanh nghiệp cho biết rằng là sẽ có kế hoạch để có thể thu hồi 100% cái khoản phải thu này trong năm 2023. Thì chúng tôi đánh giá đây là những bước biến chuyển rất là tốt về tình kinh doanh của DHA trong giai đoạn vừa qua. Dạ vâng, rất cảm ơn Nguyên về những thông tin vừa rồi. Rõ ràng là với những thông tin mà Nguyên vừa trình bày thì chúng ta có thể thấy là DHA là một doanh nghiệp có nội tại rất là tốt, đúng không ạ? Vậy thì đâu sẽ là những điểm nhấn mà nhà đầu tư có thể quan tâm để đầu tư vào DHA trong thời gian tới ạ? Dạ vâng, thì thực ra cũng giống như tôi cũng đã chia sẻ, đó là DHA hoạt động trong cái lĩnh vực đá xây dựng thì đây là một cái ngành mà nó có một cái sự ổn định rất là lớn, chị Linh ạ. Thì cùng với đó thì cái sự tăng trưởng của về lợi nhuận của doanh nghiệp này nó sẽ tới chủ yếu tới từ cái nhu cầu của thị trường. Cụ thể hơn thì trong cái giai đoạn 2023 đây, một trong những cái theme đầu tư mà các quý nhà đầu tư hay là thị trường đều ngóng trông rất là nhiều, đó chính là cái việc giải ngân vốn đầu tư công tích cực hơn trong 2023 so với những năm trước đó. Thì cái động lực tăng trưởng của DHA nó sẽ tới rất là mạnh mẽ từ cái câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn của 2023 cho tới 2025. Tôi cũng sẽ xin phép trình bày một chút thông tin liên quan tới cái triển vọng về kế hoạch kinh doanh của ngành đá xây dựng cũng như DHA trong thời gian tới. Thì như các quý nhà đầu tư cũng đã nhìn thấy ở trong cái slide mà tôi có chuẩn bị ở đây, thì đây là một số những cái dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam liên quan tới lĩnh vực đầu tư công. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một vài cái dự án như là dự án Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, hay là một cái dự án mà chúng ta đã theo dõi rất là sát sao trong đoạn vừa qua, đó là cái dự án sân bay Long Thành đoạn 1, cũng như là cao tốc Biên Hòa hay là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó là riêng đối với một vài cái dự án này ở đây thì sẽ triển khai trong giai đoạn từ 2023 cho đến 2026. Một số dự án thì đã được chấp thuận rồi và thậm chí một số dự án đã đang ở trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên nếu mà xét về cái mức độ tiêu thụ của ngành đá xây dựng thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây đó là tổng cái nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng trong cái giai đoạn này nó sẽ đạt được cái con số vào cái mức tầm khoảng là gần 9-10 triệu mét khối trong 3 năm sắp tới đây. Và một số cái cảng và một số cái mỏ đá mà có thể sẽ được hưởng lợi rất là lớn từ những cái dự án này sẽ bao gồm có một vài mỏ đá ở khu vực Tân Cang, khu vực Lộc Ninh hay là khu vực Vĩnh Cửu, Núi Nửa. Riêng đối với cái dự án sân bay Long Thành trong giai đoạn sắp tới đây, khi mà triển khai trong giai đoạn từ 2023 đến 2026 thì nó đã chiếm đâu đó tầm khoảng 80% cái nhu cầu tiêu thụ đá của khu vực phía Nam trong giai đoạn tới đây rồi. Cái mức độ tiêu thụ ở đây nó sẽ chiếm sấp xỉ tầm khoảng 8 triệu mét khối trong 3 năm sắp tới đây. Thì đi sâu vào một số cái doanh nghiệp ngành đá xây dựng như tôi cũng đã có trình bày, thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cái doanh nghiệp lớn nhất về cái quy mô mà chúng ta sẽ cần để ý tới. Đầu tiên đó là VLB, SB và đó sẽ là DHA. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng thể nhìn thấy đó là cái ngành đá xây dựng này nó bị ảnh hưởng bởi một yếu tố rất khó có thể tránh khỏi, và đây là một cái yếu tố kiên quyết liên quan tới cái giá bán của các doanh nghiệp liên quan hoạt động trong cái lĩnh vực đá xây dựng. Đó chính là cái vị trí của mỏ đá tới cái vị trí khoảng cách của mỏ đá cho tới cái vị trí công trường xây dựng của dự án đó. Tại vì sao? Tại vì trong cái giá bán đá xây dựng thì nó sẽ bao gồm luôn cả cái chi phí vận chuyển, và bởi vì đây là những cái sản phẩm mà nó có một cái sức nặng nhất định và nó cũng yêu cầu một cái phần liên quan tới chi phí vận chuyển khá là khắt khe. Vậy nên những cái doanh nghiệp nào mà sở hữu những cái mỏ đá ở càng gần cái khu vực được xây dựng thi công thì đó sẽ là một cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp khi mà tham gia đấu thầu và cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho những dự án đó. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý tới 3 doanh nghiệp này. Đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái câu chuyện đó là trong 3 doanh nghiệp lớn nhất đây thì chúng ta đang có VLB và DHA là 2 doanh nghiệp mà có được hai cái mỏ đá là mỏ đá Tân Cang 1 và mỏ đá Tân Cang 3 ở vị trí của huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là hai cái mỏ đá mà có được cái vị trí gần nhất đối với sân bay Long Thành. Và đó cũng chính là cái điều kiện và cái lợi thế cạnh tranh của VLB cũng như là DHA
để có thể tham gia và cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho dự án sân bay, cho dự án sân bay Long Thành sắp tới đây. Đối với nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng của sân bay Long Thành sắp tới đây thì chúng tôi ước tính rằng là với khoảng 9 triệu mét khối được tiêu thụ trong vòng 3 năm tới đây thì cái sản lượng cung cấp riêng của tỉnh Đồng Nai đã có thể đáp ứng, đã chiếm tầm khoảng 60% đối với tổng sản lượng mà có thể cung cấp cho dự án sân bay Long Thành. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy câu chuyện đó là VLB và DSA chắc chắn sẽ là hai cái doanh nghiệp đầu tiên được hưởng lợi. Chỉ tính riêng cái dự án sân bay Long Thành sắp tới đây cũng như là một số cái dự án đầu tư công sắp tới như tôi cũng đã có thống kê ở đây để quý vị nhà đầu tư đều có thể tiện theo dõi. Thì như chúng ta có nhìn thấy ở đây thì giữa VLB và DSA thì đây đều là hai doanh nghiệp mà có được cái sự hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công trong giai đoạn 3 năm sắp tới đây. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì cái khẩu vị rủi ro cũng như là cái mức độ ưu tiên về sự chọn để có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán thì chúng tôi sẽ có một sự ưu tiên cho DSA hơn so với VLB một chút. Lý do đó bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào lịch sử thì bởi vì ngành đá xây dựng là một ngành rất là ổn định thì và nó sẽ không có quá nhiều sự tăng trưởng quá đột biến như những ngành khác thì các nhà đầu tư sẽ thường là sẽ để ý tới thêm một yếu tố nữa, đó chính là cái tỷ suất về cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp. Thì trong ba doanh nghiệp mà tôi đã trình bày trên đó là VLB, KSB cũng là DSA thì DSA là cái doanh nghiệp duy nhất mà có thể duy trì được một cái tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt rất cao ở trong quá khứ. Ví dụ như trong đoạn từ 2018 cho tới 2022 thì cái tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt của DSA luôn luôn dao động ở trong cái mức là từ 30% cho tới 50%, tương đương với cái giá trị cổ tức tiền mặt trên một cổ phiếu nó dao động khoảng từ 3.000 đến 5.000. Thì so sánh đối với cái dividend yield, tức là cái lợi suất từ việc trả cổ tức của doanh nghiệp, thì thông thường chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây trong 5 năm vừa rồi đó là cái lợi suất từ việc trả cổ tức tiền mặt này nó luôn được duy trì ở trên mức là tầm khoảng 10% tới 11%, thậm chí là có những năm như năm 2021 thì nó lên tới mức là 14%. Thì đây là một cái mức lợi suất cao hơn hẳn so với cái việc gửi lãi ngân hàng, cũng như là một cái mức lợi suất khá là hấp dẫn trong cái bối cảnh mà kinh tế khó khăn và mà doanh nghiệp vẫn có thể cam kết hay là có một cái lịch sử mà có thể trả cổ tức tiền mặt rất là tốt đối với các nhà đầu tư. Thì đây là một cái điểm mà tôi cho rằng là hấp dẫn và đáng lưu ý của DSA so với những cái doanh nghiệp đá xây dựng khác trong giai đoạn sắp tới. Cộng thêm vào đó là cái yếu tố về tăng trưởng khi mà được thúc đẩy bởi cái nhu cầu về đầu tư công. DSA cũng là một trong những doanh nghiệp mà luôn duy trì được cái tỷ lệ ROE và ROA rất là tốt ở trong giai đoạn quá khứ và tới, thì hiện tại nó vẫn đang duy trì được ở mức là tầm khoảng 19-20%, và trong giai đoạn sắp tới nhờ vào những cái sự thúc đẩy từ bên phía nhu cầu và kỳ vọng rằng là cái lợi nhuận sau thuế sẽ tiếp tục được cải thiện thì cái ROE và ROA sẽ tiếp tục được cải thiện. Như vậy thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn doanh nghiệp này là một trong những cái doanh nghiệp mà có được cái sự quản trị từ bên phía doanh nghiệp cũng như là một cái sự tăng trưởng rất là tốt trong sắp tới. Vậy thì không biết là với mã cổ phiếu là DHA thì Nguyên sẽ đánh giá như thế nào về định giá, mức định giá như thế nào là phù hợp cho mã cổ phiếu này ạ? Dạ vâng, thì trong giai đoạn vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là cũng đều có thể thấy được là cái sự upside của thị trường chứng khoán cũng khá là tốt trong giai đoạn của quý 1 và quý 2 trong năm 2023. Một vài cổ phiếu đã tăng rất là tốt, có thể kể đến như là MWG hay là một số doanh nghiệp khác như VLB cũng tăng rất là tốt, DSA cũng đã có một cái sự tăng trưởng rất là tốt. Thì sau cái giai đoạn mà quý 2 vừa rồi khi mà doanh nghiệp được cập nhật báo cáo tài chính thì tôi cũng đã nhìn thấy một cái sự định giá lại từ bên phía từ cái định giá của DSA, thì hiện tại là giá cổ phiếu đang dao động ở cái mức là tầm khoảng 8,7 so với cái định giá P/E. Thì tôi đánh giá rằng là cái giai đoạn vừa rồi giá cổ phiếu đã được phản ánh một phần vào cái kỳ vọng về việc là những cái cổ phiếu ngành đá xây dựng như là DSA hay là VLB sẽ được hưởng lợi rất là lớn từ cái làn sóng đầu tư công hay là từ những cái dự án đầu tư công tại khu vực phía Nam như sân bay Long Thành. Thì cái đà tăng trong đoạn vừa rồi đó là một cái đà tăng của cái sự kỳ vọng. Thì tôi đánh giá rằng là trong giai đoạn 2023 tới 2025-2026 cái triển vọng tăng trưởng của DSA về mặt định giá nó vẫn sẽ phải được tiếp tục sau khi mà cái sự kỳ vọng đã phản ánh. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn đó là kết quả kinh doanh sẽ phản ánh chính xác hơn, xem là cái kỳ vọng của nó có chính xác hay không. Thì tôi cho rằng là cái định giá của DSA vẫn sẽ có thể được duy trì ở mức là tầm khoảng 9 tới 10 so với P/E. Thực ra nếu mà hợp lý hơn thì nó sẽ ở mức tầm khoảng 8.5 như giai đoạn hiện tại, thì nó khá là fair. Thì tôi cho rằng là với hai cái luận điểm đầu tư, đầu tiên đó là cái nhu cầu gia tăng nó đảm bảo cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp, cái thứ hai đó là
cái tỷ lệ và cái lợi suất của tức tiền mặt của DSA sẽ luôn sẽ có khả năng được duy trì rất là cao khi mà cái kết quả kinh doanh tiếp tục được cải thiện và tăng trưởng ở sắp tới. Thì DSA cũng là một cái doanh nghiệp mà xứng đáng với cái mức định giá ở mức tầm khoảng 8.5 cho tới 9. Và theo như đánh giá và phân tích của chúng tôi thì kết hợp hai cái phương pháp định giá đó là chiết khấu dòng tiền cũng là P/E thì chúng tôi xác định cái giá trị hợp lý của DSA dựa vào cái kết quả kinh doanh của 2024 nó dựa trong khoảng ở mức là tầm khoảng 57.700 đồng trong một cổ phiếu, tương đương với mức upside ở thời điểm hiện tại là tầm khoảng 18%, cộng thêm vào đó là cái mức dividend yield, tức là cái mức lợi suất từ cổ tức tiền mặt ở mức tầm khoảng 8% nữa, thì chúng ta sẽ có được một cái mức upside tại thời điểm hiện tại nó sẽ trong tầm khoảng là 26% cho cái kỳ vọng của một năm sắp tới, tức là năm 2024. Tuy nhiên thì do bởi vì tại thời điểm hiện tại thì thị trường cũng đang có những cái sự điều chỉnh nhất định, tôi sẽ có một cái khuyến nghị là nhà đầu tư có thể cân nhắc và chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh của thị trường chung để có thể tham gia vào cái cổ phiếu DSA, cân nhắc những quyết định của mình để có thể đầu tư vào mã cổ phiếu này để tránh bớt cái việc mà những cái sự điều chỉnh nó có thể làm ảnh hưởng tới cái kết quả đầu tư của mình đối với cổ phiếu DSA nói riêng hay là các cổ phiếu khác nói chung. Vâng, rất cảm ơn Nguyên về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và quý nhà đầu tư thân mến, như vậy là trong chương trình Chọn Mã cùng KB thì chúng ta đã cùng với chuyên viên phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam phân tích rất rõ về mã DSA. Hy vọng rằng những phân tích này sẽ giúp ích cho quý nhà đầu tư trong quá trình đầu tư của mình. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.